cho các bác. Ở video clip này em xin gửi đến các bác một bộ cấu hình và gung thép cho một bác khách. Một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát theo yêu cầu của bác. Thì trước mắt các bác đang là đôi loa Akai A và D SS830, một trong những dòng loa nó có cái màng carbon bass 22 các bác nhá. Công suất chịu đòn rất mạnh, 140W trên 1 giờ. Và đặc biệt đôi loa này sử dụng công nghệ chép poly ester, dòng sợi siêu cứng và rất nhẹ. Đó là cái cấu trúc làm nên cái đôi loa tép cũng như là cái con loa chung của nó. Thì loa chung nó sử dụng là chung titanium các bác nhé. Và đôi loa giá 4,5 triệu. Em đang ghép với chiếc âm đi Onkyo 817 A817. Cái dòng âm đi có thể vừa nghe vừa hát rất hay, đánh 4 con sò Toshiba 2 bit, xanh đen các bác, một sò cực to luôn. Và con băng đếch quen thuộc bên em FX9 Blue, các bác có thể thấy tiếng mic rất dày dặn. Mặc dù đôi loa chỉ có bass 22 nhưng mà tiếng mic rất dày dặn, chắc, gọn và ấm áp, sạch sẽ. Chính là nhờ cả con mic này nữa các bác, Mixture KSM8A. Nhà em đang cung cấp cái dòng Mixture này cho rất nhiều các bác trên toàn quốc, cũng như là em có cả dòng Mixture UGX21, một dòng tần số UHF phát sóng cực kỳ ổn định và tiếng mic dày, có cả một bo chống nhiễu tạp bên trong con tai mic. Và bây giờ em xin test thử nghêu ngao một đoạn karaoke cho các bác cùng thẩm âm, cũng như là bác khách đã yêu cầu em ghép. Đây là một bộ nhỏ gọn nhưng mà công suất rất mạnh các bác nhé. Không thuộc tiết tấu nhưng vào cái mic này và bộ này nó vẫn lên tông, các bác đủ hiểu. Và các bác lưu ý giúp em, đây là một bộ vừa nghe vừa hát rất nhỏ gọn, đôi loa chỉ có 4,5 triệu mà carbon, loa bass 22 mà các bác có thể nghe thấy tiếng mic nó dày dặn, nó tròn như vạch như vậy. Cả bộ này chưa tới 10 triệu các bác. Đôi loa giá 4,5 và chiếc âm ly giá 2,8 triệu, âm ly Onkyo A817 và chiếc băng neck là 1,7 triệu, cộng lại là 9 triệu tròn các bác nhé, đúng 9 triệu tròn. Và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Bác nào có nhu cầu ghép, yêu cầu em ghép những bộ bookshelf công suất cao và vừa nghe vừa hát trong không gian nhỏ như vậy, cũng như là cái chi phí đầu tư nó thấp như vậy, thì các bác có thể liên hệ hoặc nhắn tin qua số điện thoại 0981193686. Em giao hàng toàn quốc, địa chỉ của em là Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội. Và các bác chỉ cần lên Google Map, các bác gõ để các bác